Trong trường hợp vợ chồng không ly hôn nhưng muốn chia tài sản chung thì có được hay không? Theo quy định thì vợ chồng không ly hôn vẫn có thể chia tài sản chung. Việc này có thể được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng hoặc yêu cầu tòa án giải quyết. Trường hợp này được gọi là chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Theo đó, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung mà vợ chồng đang có. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải được lập thành văn bản có chữ ký của cả hai vợ chồng. Văn bản thỏa thuận này về mặt nguyên tắc không bắt buộc phải công chứng. Việc công chứng thực hiện theo yêu cầu của vợ chồng hoặc pháp luật khác có quy định liên quan. Tuy nhiên cần lưu ý, thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân sẽ bị vô hiệu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất, việc chia tài sản chung gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình, quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Thứ hai, việc chia tài sản chung nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng, bồi thường thiệt hại, thanh toán khi bị tòa án tuyên bố phá sản, trả nợ cho cá nhân, tổ chức, nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với nhà nước và các nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của pháp luật nếu có. Trong trường hợp vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng muốn chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân nhưng không thỏa thuận được với nhau thì có thể yêu cầu tòa án giải quyết. Khi đó, tòa án sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật, tình hình thực tế, chứng cứ mà vợ chồng cung cấp để giải quyết chia tài sản chung theo yêu cầu.